Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Kim Phạm chân thành cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Nếu thấy thông tin Kim chia sẻ hữu ích, cô chú và anh chị em có thể bấm like, chia sẻ video cũng như bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận được video mới nhất. Thông tin hôm nay Kim muốn cập nhật đến cô chú và anh chị em là của ngày 5 tháng 10, bao gồm những nội dung sau đây. Bà Nancy Pelosi là người đứng đầu của Đảng Dân Chủ và Bộ trưởng Tài chính ông Steven Mnuchin, người trong nhóm đàm phán của Nhà Trắng đã làm việc về thỏa thuận cho cái gói cứu trợ trong suốt cuối tuần. Thì nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đang yêu cầu bà Nancy Pelosi chấp nhận sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Thượng viện được cho là sẽ hợp trong tuần này, tuy nhiên các thượng nghệ sĩ đã quyết định nghỉ 2 tuần sau khi ba thượng nghệ sĩ đã test positive với covid và tình trạng về sức khỏe của tổng thống trump của chúng ta hiện nay như thế nào thì tổng thống bây giờ đã học về một cái bài học về covid và sự trải nghiệm trực tiếp à, Của Tổng thống Tổng thống nói là đó là một điều thú vị Mà tôi sẽ cho bạn biết về nó Thì Tổng thống Donald Trump Cũng sẽ chuẩn bị rời bệnh viện Vào hôm ngày hôm nay Thì mời cô chú và anh chị em theo dõi bản tin chi tiết này nha Thì Bộ trưởng Tài chính Ông Steven Mnuchin và bà Nancy Pelosi Đã làm việc trong suốt cuối tuần Để đạt được một thỏa thuận Bà Nancy Pelosi cho biết Trên cái đài CBS Vào hôm Chủ nhật rằng là các nhà lập pháp đang đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Và Kim nhắc lại ha, đây là cuộc đàm phán giữa ông Steven Mnuchin và bà Nancy Pelosi mà thôi. Thì đối với cái gói cứu trợ này đó, các cuộc đàm phán đã được tiến hành bởi Steven Mnuchin, Nancy Pelosi là chánh văn vào chánh văn phòng Mark Meadows. Như như mình đã biết đó là hai tuần trước ông Mark Meadows được biết đến là người thổi bùng các giao dịch. Do đó cái cái tin tốt là khi thấy rằng ông Mark Meadows đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán cho cái gói cứu trợ này thì do đó hiện tại chỉ có Nancy Pelosi và ông Steven Mnuchin là đang tiếp tục đàm phán cho cái gói này thôi thì cũng như cái gói lần đầu mà mọi người được tiền đó là chỉ cũng cuối cùng cũng là Nancy Pelosi và ông Steven Mnuchin chứ không có ông Mark Meadows và tổng thống trump đã liên tục nói với các chính trị gia của đảng cộng hòa là chi nhiều hơn cho cái gói cứu trợ này ông cũng đã tweet ở trên cái twitter của ông rằng hôm cuối tuần rằng nước mỹ vĩ đại của chúng tôi muốn và còn có gói cứu trợ thứ hai được thông qua làm việc cùng nhau và hoàn thành nó đó là lời của tổng thống trump à, theo Kim biết là trước khi tổng thống vào bệnh viện thì tổng thống cũng nói với ông mark meadows và sau khi vô trong bệnh viện rồi tổng thống cũng cố gắn nói với mọi người là hãy thông qua cái gói cứu trợ này đi bởi vì mọi người đang rất cần nó. Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, rất thất vọng vì các chính trị gia của đảng Cộng Hòa không sẵn sàng chi thêm tiền. Các chính trị gia dân chủ thất vọng với nhà lãnh đạo của họ Nancy Pelosi vì đã từ chối tất cả các đề nghị của đảng Cộng Hòa. Đó thì cô chú và anh chị em cũng thấy đó, Tổng thống thì sẵn sàng muốn đảng Cộng Hòa chi thêm tiền và những người ở bên đảng, người của bên bà Nancy Pelosi thì cũng rất là thất vọng với bà bởi vì bà không có muốn chi uh, thỏa thuận về những cái gì mà bên đảng cộng hòa đưa ra thì hai bên đều thất vọng với nhau và chánh văn phòng nhà trắng ông mark meadows hôm thứ hai là ngày hôm nay đã ủng hộ cái cách mà tiếp cận từng phần đối với vòng viện trợ corona virus này tiếp theo là khi các nhà uh, hoạch định chính sách hàng đầu ở washington đấu tranh để thống nhất các chi tiết về cái vòng tiếp theo của luật viện trợ à, cho cái đại dịch này thì ông ủng hộ cho cái việc mà hãy thông qua từng phần cũng giống như bên đảng Cộng Hòa muốn đưa ra trước đây là hãy thông qua những cái gì cần thiết nhất chẳng hạn như gia hạn tiền thất nghiệp hoặc là tấm chết hoặc là những cái gì cần thiết nhất thì nên thông qua rồi những cái gì mà chưa cần thiết hoặc là có thể bàn thảo từ từ thì mọi người có thể bàn thảo sao đó là cái lời của ông Mark Merrill trong cái ngày hôm nay ông cũng nói như vậy à, ngay cả khi một dự luật toàn diện lớn cũng không thể thực hiện được hãy tiếp tục và thông qua một số điều mà chúng ta có thể đồng ý Mark Mirro nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox vào hôm sáng ngày hôm nay thì một cuộc họp kính của các đảng viên dân chủ tại Hạ viện hôm cuối tuần này đã gửi một lá thư cho lãnh đạo của họ là bà Nancy Pelosi một lần nữa yêu cầu bà thỏa hiệp và chấp nhận một đề nghị bức thư nói rằng là cái phe Cộng hòa phản đối thì đây là bức thư ha sẽ bao gồm các điều khoản mà chúng tôi là đảng viên dân chủ không thích và bỏ qua các điều khoản mà chúng tôi muốn nhưng đất nước chúng ta đang gặp khủng hoảng và chúng ta không được đợi cái hoàn hảo trở thành kẻ thù của cái tốt quốc hội nên ở lại washington đợi tiếp tục đàm phán cho dù khó khăn đến đâu và chúng ta phải đạt được thỏa thuận đó là bức thư của những người bên hạ viện gửi tới bà nancy pelosi và tiếp tục, đảng Dân Chủ đang nói rằng gói cứu trợ trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la từ của đảng Cộng Hòa đó, offer đó là không có hoàn hảo nhưng nó cũng đủ tốt. Đề nghị của đảng Cộng Hòa sẽ kiểm tra kích thích thứ hai là có cái gói, tấm chắc thứ hai gia hạn trợ cấp thất nghiệp, một vòng thứ hai của PPP, hỗ trợ người thuê nhà, hỗ trợ thế chấp các phương trình hỗ trợ cho lương thực tài trợ của chính quyền, tiểu bang và địa phương. Thì trong bức thư này là các chính trị gia của đảng Dân Chủ ký kết từ California đến Illinois, đến New York, đến Florida. Hiện tại trong các cuộc đàm phán về cái gói kích thích này, á đảng Dân Chủ đang chờ đảng Cộng Hòa đáp lại bằng một lời đề nghị đáp trả mới và chính thức. Có nghĩa là bà Nancy còn đang muốn bên đảng Cộng Hòa offer lên a little bit higher, lên cao hơn một chút xíu nữa. Thì cô chú và anh chị em nghĩ làm sao? Bây giờ Bây giờ đảng Cộng Hòa đã lên 1,62 rồi thì bây giờ theo Kim nghĩ bà Nancy bà có thể hạ xuống một chút xíu nữa hai bên có thể gặp ngay chính giữa khoảng 1,8 hoặc 1,9 nghìn tỷ thì người dân cũng ok hoặc là có thể chia nó ra từng phần nhỏ những cái cần thiết thì mình thông qua trước đúng không cô chú và anh chị em thì đó là thông tin mới nhất của gói cứu trợ thứ hai khi muốn cập nhật đến cho cô chú và anh chị em là như thế đó. Thì họ sẽ tiếp tục đàm phán và mong rằng là trong tuần này họ có thể tiếp tục đàm phán và có kết quả như thế nào. Rồi về tình hình của tổng thống Donald Trump sức khỏe thì tổng thống đã tweet hôm thứ hai rằng ông sẽ rời khỏi trung tâm y tế vào hôm nay vào khoảng 6 giờ chiều. Thì tổng thống đã hạ gục mối đe dọa từ Covid thì thứ đã mà thứ mà giết chết 200 9.000 người Hoa Kỳ thì cảm thấy thực sự rất là tốt thì cô chú và anh chị em đừng có lo nữa tổng thống sức khỏe đã được ok và sẽ đi về Nhà Trắng thôi thì đó là thông tin Kim muốn cập nhật đến cho cô chú và anh chị em trong ngày hôm nay à, Kim mong rằng cô chú và anh chị em cũng luôn giữ gìn sức khỏe để mà vượt qua trong cái lúc khó khăn này và Kim cũng mong rằng cái gói cứu trợ sẽ được thông qua sớm cho những cô chú và anh chị em nào đang mong đợi à, chờ tấm chát cũng như là gia hạn tiền thất nghiệp cho nhiều cô chú vẫn chưa đi làm được thì kim sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến cô chú và anh chị em nhé kim hẹn gặp lại cô chú trong nhiều video sau nữa kim chào tạm biệt bye bye